Trái ngược với suy nghĩ của nhiều người, bạn không cần phải thực hiện một quy trình chăm sóc da tới 10 bước để có được một làn da đẹp. Nhưng trên thực tế, thì bạn chỉ cần làm sạch da thật tốt với một loại sữa rửa mặt chất lượng cũng là chìa khóa để duy trì làn da hoàn hảo rồi. Có rất nhiều loại sữa rửa mặt có trên thị trường khiến bạn khó lựa chọn được loại nào phù hợp cho tình trạng da của mình. Đừng quá lo lắng, shop giúp bạn trẻ đẹp ở đây để giúp bạn dễ dàng tìm ra được sản phẩm phù hợp với da và cả giá tiền bạn mong muốn nữa. Hãy cùng shop theo dõi video bí quyết lựa chọn sữa rửa mặt cho từng loại da bên dưới nhé. Sữa rửa mặt là một loại mỹ phẩm hỗ trợ việc rửa mặt, giúp da sạch hơn, loại bỏ vi khuẩn, bụi bẩn và bã nhờn trên da tốt hơn so với việc chỉ rửa mặt bằng nước thông thường. Chúng hiện được sử dụng thường xuyên như một bước trong quy trình chăm sóc da tiêu chuẩn, trước bất kỳ bước chăm sóc da nào khác để tăng hiệu quả của toàn bộ quy trình. Ngoài chức năng chính là làm sạch như đã nói ở trên, một số loại sữa rửa mặt hiện nay còn được tích hợp thêm nhiều chức năng như dưỡng ẩm, trị mụn, dưỡng trắng da, chống lão hóa nữa nhé. Nhiều người quan niệm rằng quy trình rửa mặt chỉ bao gồm việc tạo bọt và mát da lên mặt. Tuy nhiên đối với các loại sữa rửa mặt khác nhau, thao tác khi làm sạch da cần có sự điều chỉnh. Shop giúp bạn trẻ đẹp chia sẻ 4 bước sử dụng sữa rửa mặt cơ bản như sau. Bước 1, dùng nước ấm làm ướt da mặt. Nhiệt độ ấm làm lỗ chân lông nở ra, giúp mở đường để lớp trang điểm và chất bẩn được đẩy ra ngoài. Lấy một ít nước ấm vỗ đều khắp mặt hoặc thấm nước ấm vào bông tẩy trang, rồi đắp lên mặt từ 1 đến 2 phút sẽ làm tăng khả năng thanh lọc cho da. Bước 2, tạo bọt với sữa rửa mặt. Lấy sữa rửa mặt với lượng bằng hạt đậu nhỏ, rồi nhẹ nhàng xoa trong lòng bàn tay để tạo bọt. Mục đích của việc này là vì bọt càng mịn thì khả năng đi sâu vào lỗ chân lông để hút chất bẩn ra ngoài càng cao, hiệu quả rửa mặt sạch càng tốt. Đồng thời, lớp bọt mịn giúp hạn chế ma sát từ đó giảm được tình trạng kích ứng và mẩn đỏ. Bước 3, massage đều khắp mặt. Sau khi tạo bọt cho sữa rửa mặt, bạn thoa đều phần bọt vừa tạo lên mặt kết hợp với massage nhẹ nhàng theo chiều từ dưới lên trên trong 20 đến 30 giây và dừng lại lâu hơn, ở vùng chữ T, đây là khu vực tiết dầu nhiều nên hạn chế dùng lực mạnh nhé. Bước 4, rửa sạch với nước. Kết thúc quá trình massage da mặt, bạn hãy dùng một ít nước ấm để rửa mặt lại thật sạch, loại bỏ dấu vết của sữa rửa mặt trên da mặt mình. Nếu vẫn cảm thấy chưa sạch, bạn có thể dùng khăn vải ngâm vào nước ấm, đắp lên da mặt khoảng 5 giây, rồi lau sạch lại lần nữa nhé. với từng loại da riêng biệt sẽ có thể phù hợp với một số dạng sữa rửa mặt nhất định. Việc hiểu và chọn được loại sữa rửa mặt đúng là cực kỳ quan trọng đối với việc dưỡng da mặt của nàng đấy. Bí quyết lựa chọn sữa rửa mặt dành cho da khô. Sữa rửa mặt dành cho da khô nên có công thức dạng kem, dạng gel hoặc dạng sữa. Đặc biệt, bảng thành thần phải tự nhiên, lành tính và có công dụng dưỡng ẩm cao nhằm tạo lớp màng bảo vệ, ngăn ngừa hiện trạng mất nước. Bạn nên ưu tiên các sản phẩm dịu nhẹ với khả năng tẩy vừa đủ, giúp da làm sạch hiệu quả nhưng cũng giữ lại lớp dầu tự nhiên dưỡng da giúp làn da luôn mềm mại nhé. Hơn nữa, da khô cần chú trọng các thành phần cấp ẩm cao như là sữa rửa mặt có thành phần chiết xuất tinh dầu, lô hội, dầu oliu, vitamin A, C, E, vân vân. Ngoài ra, đối với sữa rửa mặt dành cho da khô, bạn cũng cần chú ý hơn về độ pH có trong sản phẩm. Thường thì sữa rửa mặt cho da khô lý tưởng nhất là từ 4 đến 6. Tuy nhiên, nếu da bạn gặp vấn đề mụn cũng có thể chọn sản phẩm có độ pH khoảng 6,5. Vì đặc tính khô ráp, dễ bong chóc nên làn da khô rất nhanh bị lão hóa và dễ bị kích ứng. Vì vậy, bạn nên tránh chọn các loại chứa thành phần hương liệu và cồn. Bí quyết lựa chọn sữa rửa mặt cho da nhờn và mụn. Sữa rửa mặt dành cho da nhờn, mụn nên là loại ở dạng gel hoặc tạo bọt sẽ giúp nhẹ nhàng lấy đi dầu thừa từ sâu bên trong da. Sản phẩm làm sạch dành cho da dầu mụn không nên chứa hóa chất tẩy mạnh cũng như các thành phần gốc dầu. Bạn nên chọn các loại có ghi chú oil-free trên bao bì sản phẩm. Với đặc điểm tuyến bã nhờn hoạt động quá mức khiến làn da dễ phát sinh mụn, các bạn nên tìm sữa rửa mặt chuyên biệt cho da dầu có chứa các thành phần như sau. 1. Chất làm sạch nhờn, AHA, BHA, benzoin peroxide, retinol. 2. Chất dưỡng ẩm, HA, glycerin, dimethicone, dầu cừu. 3. Chất kháng khuẩn, chàm trà, rau má. Đặc biệt, bạn cần tránh chọn sữa rửa mặt có chứa các hợp chất gây hại như minozon oil, petrolatium, sodium lauryl sulfate, paraben và zobilen bởi vì những thành phần này sẽ dễ gây kích ứng và các vấn đề lão hóa cho làn da bị nhờn và mụn nhé. Và nếu như bạn chưa tìm được sữa rửa mặt nào phù hợp cho da nhờn, mụn thì bên shop giúp bạn trẻ đẹp của mình cũng có bán một số sản phẩm sữa rửa mặt phù hợp cho da bị mụn, như là sữa rửa mặt Mezuji, sữa rửa mặt rau củ xanh trị mụn, sữa rửa mặt La Roche. Đây là một số loại sữa rửa mặt cho da nhờn, mụn mà được hầu hết các bạn nữ đều lựa chọn và tin dùng nhé. Bí quyết lựa chọn sữa rửa mặt cho da nhạy cảm. Nếu sở hữu làn da nhạy cảm, bạn nên tìm mua những sữa rửa mặt chuyên biệt cho loại da này, với các sản phẩm thường có dòng chữ For Sensitive Skin hoặc Sensitive Cleansing Foam trên bao bì sản phẩm. Hay là sữa rửa mặt dạng gel, ít hoặc không có chất tạo bọt sẽ là lựa chọn lý tưởng cho da nhạy cảm đấy nhé. Bên cạnh đó, bạn cũng cần chú ý chọn các loại chứa thành phần chiết xuất tự nhiên như hoa cúc, trà xanh, nha đam, lô hội, bùn khoáng, muối biển hoặc các sản phẩm chứa panthenol, anlan ion, vitamin B5 hoặc các loại sữa rửa mặt có bảng thành phần lành tính, dịu nhẹ sẽ giúp làn da được làm sạch mà không gây kích ứng. Lưu ý là bạn cần ưu tiên chọn những sữa rửa mặt có độ pH trong khoảng 5 đến 5,5 để da không phải chịu tác động mạnh nào dẫn đến kích ứng, mẫn đỏ. Ngoài ra, bạn cũng cần chú ý các sản phẩm làm sạch chứa hương liệu hoặc các chất tạo mùi, tạo màu, có thể gây cho da nhiều kích ứng không đáng có đấy nhé. Bí quyết lựa chọn sữa rửa mặt cho da hỗn hợp Da hỗn hợp được xem là loại da, có thể nói, khó nhằn nhất trong tất cả các loại da. Bởi da hỗn hợp kết hợp các đặc tính của hai loại da, da khô và da dầu. Bạn nên tìm mua những sản phẩm sữa rửa mặt dành riêng cho da hỗn hợp hoặc có thể luân phiên sử dụng hai dạng sữa rửa mặt buổi sáng sữa rửa mặt dạng bọt để hạn chế tiết dầu trong thời gian sinh hoạt buổi tối sữa rửa mặt dạng kem để cấp ẩm và bổ sung dưỡng chất khi đang ngủ đặc biệt bạn hãy tránh sử dụng những loại sữa rửa mặt chuyên biệt dành cho da dầu và da khô bởi những sản phẩm này chỉ có tác dụng với một vùng da nhất định mà không có hiệu quả với toàn bộ khuôn mặt thay vào đó bạn nên chọn các loại sữa rửa mặt thích hợp với mọi loại da khi đó tất cả các vùng da sẽ được làm sạch đồng đều với da hỗn hợp glycerin sẽ là một người bạn đồng hành tuyệt vời bởi thành phần này không chỉ dưỡng ẩm hiệu quả từ bên trong mà còn có thể hấp thu các phần tử nước trong không khí giúp duy trì độ ẩm phù hợp cho da nhờ đó da bạn trở nên mịn màng dạng dỡ hơn nhiều làm sạch da bằng sữa rửa mặt là bước chăm sóc da không thể bỏ qua trước khi thực hiện các bước dưỡng da kế tiếp chính vì thế sữa rửa mặt luôn là sản phẩm không thể thiếu trong bộ sản phẩm làm đẹp của nhiều người hiện nay đồng thời với những chia sẻ bên trên shop giúp bạn trẻ đẹp hy vọng sẽ giúp các chị em có thể lựa chọn được sữa rửa mặt phù hợp cho từng loại da hãy cùng theo dõi shop giúp bạn trẻ đẹp để biết thêm nhiều mẹo giúp bạn trở nên tươi trẻ và dạng người hơn. Bên shop giúp bạn trẻ đẹp mình cũng có bán những sản phẩm làm đẹp, dưỡng da chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo số 0376102822 bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.